Xin chào bà con, quay lại với kênh Mỹ Xuân Cỏ Xe Việt của chúng tôi. Trên màn hình quý vị thấy hôm nay chúng tôi mới về một em, đó là Yamaha D50 quý vị nhé. Đùi đòn rất là đẹp luôn, con này thì cực kỳ là cứng cáp rồi. Quý anh chị nào mà đang cần sử dụng cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với chúng tôi ngay. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở trên màn hình video hoặc số Zalo, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể để cho bà con mình có thể tham khảo cái sản phẩm này. Giá tiền thì tôi cũng sẽ để ở trên phần mô tả luôn cho quý vị nhìn vào đó, quý vị tham khảo. Là chúng tôi mới về luôn nha quý vị nhé, mới về đến bãi và đang để với Bình Dương. Mọi thông tin cụ thể nhất thì quý vị cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết bơm máy trên cảng, nói chung là gửi tất tật những cái gì mà chúng tôi chụp được từ cái sản phẩm Yamaha B50 này cho quý vị. Ngoài sản phẩm này ra thì chúng tôi có một số như là Komatsu. Nếu mà anh chị em ở trên thành phố Buôn Thuật thì có thể ghé bãi thành phố Buôn Thuật của chúng tôi, lựa cho mình những cái sản phẩm làm sao nó phù hợp với cái túi tiền mình nhất. Anh chị em nhiều tiền hơn thì có thể bỏ qua cái sản phẩm này. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý bà con cô bác nhà mình. Chào buổi tối và hẹn gặp lại.